một điệu múa mới lạ. Cảm nhận là gần gũi hơn với cuộc sống ở mấy ngàn năm trước của mọi người. Được đặt tên bởi một nền văn hóa đã biến mất. Tất cả các ghi chép về cái điệu múa này thì hoàn toàn nó không có. Được hình thành từ những pho tượng đá. Họ vẫn sống là mình muốn nói rằng là nền văn hóa của họ sống. Đến cái bảo tàng này thì nói chung là nó gửi ra cho mình nhiều vấn đề. Những vấn đề mà thuộc cái phạm vi của văn hóa của Elf. Trước hết tức là thấy thành Ganesha, tức là ông vua đó. Vì cái thành này có thể biểu tượng sức mạnh của cái dân tộc đó. Và sau đó mình đi đến cái thành Lakshmi. Thành Lakshmi thì nó biểu tượng cái sắc đẹp và cái văn hóa của cái dân tộc đó. Tất cả những cái đó nhào nặn lại và nó hòa quyện vào trong mình, có một cái cảm xúc cũng để hôn đúc cho mình một cái gì đó của một nền văn hóa xa xưa mà nó đã mất đi. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng là chuyên gia phục dựng văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ múa. Từ hình tượng góc vị thần, hình ảnh nam, nữ, óc eo đang múa trên những tác phẩm điêu khắc đá từ hàng ngàn năm trước, ông đã mô phỏng và khắc họa thành những động tác sơ khai của bài múa óc eo. Trước khi cho ra đời điệu múa óc eo, ông đã tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến nền văn hóa độc đáo này để lại. Thì những gợi cảm đó và những cái suy tính của mình trong nghề nghiệp ấy, thì mình thấy rằng có thể phục hồi được trên cơ sở văn bản, trên cơ sở đối chiếu, trên cơ sở so sánh, trên cơ sở nhìn chung cái mặt bằng của văn hóa Việt Nam và thế giới thì mình có thể tạo ra được. Thì vì thế cho nên mình tiến hành bắt đầu làm. Theo những phân tích của nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, văn hóa óc eo và văn hóa Champa là hai nền văn hóa nằm trên không gian chung là điệu phận từ đèo ngang trở vào miền Nam ngày nay. Lịch sử đã chứng minh hai nền văn hóa này cùng tồn tại trong khoảng thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ hai thì văn hóa óc eo biến mất. Họ có chung sự ảnh hưởng tín ngưỡng của Ấn Độ giáo, thể hiện qua sự tôn thờ những vị thần chung như Vishnu, Lakshmi hay Shiva, mà những hiện vật khảo cổ ngày nay đã chứng minh điều đó. Người Chăm đồng hóa nhanh với nền văn minh đến từ Ấn Độ. Họ theo tôn giáo, phong tục, chữ viết và tư tưởng của nền văn minh Ấn Độ giáo. Vì vậy, ông đã dựa trên nguyên tắc hình thành múa Chăm để sáng tác điệu múa óc eo. Cái nguyên tắc thành lập múa của Chăm nó chỉ có 4 động tác thôi, 2 động tác người và 2 động tác vật, để nói rằng là nó đối với thiên nhiên nó rất gần gũi. Vì thế thì mình đưa qua đây mình cũng đi tìm 2 cái động tác của người và 2 động tác vật để mình hệ thống. Thì từ đó mình mới tạo ra được cái hệ thống múa. Với kinh nghiệm sáng tác và nghiên cứu những điệu múa của người Chăm, Ấn Độ, ông Hùng nhận ra nét đời sống của người óc eo mang dấu ấn rất riêng và khác với Chăm. Người óc eo, khi văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến vùng đất của họ, thì họ xây dựng nên nền văn hóa riêng, mang đậm sắc tộc và ảnh hưởng văn hóa từ biển đưa vào. Ở trong bài múa đó, tôi lấy động tác chủ đạo nó là động tác ông voi. Mình muốn lấy cái tai của ông voi đó, hai cái tai hai bên nó cứ bập bềnh này để biểu hiện cái sức mạnh của ông voi. Cái thứ hai là cái vòi, cái vòi của ông voi để biểu hiện sức mạnh. Còn cái sắc đẹp của nó thì mình lấy ở trong 4 cái tượng của người. 4 cái tượng này hoàn toàn là phô diễn về sức đẹp. Trong 4 cái hình tượng của người, cái hình tượng đứng đó mình đã thấy cái ước mơ, cái hy vọng, cái sức sống ở trong 4 cái hình tượng đó nó đã bộc lộ được. Bài múa óc eo tổng thể gồm có 3 bài múa nhỏ là ông voi, lưỡi kiếm và sum học. Bài múa con voi thể hiện niềm tin tín ngưỡng vào thần Ganesha,
vị thần tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công. Bài múa lưỡi kiếm thể hiện tinh thần chiến đấu chinh phục thiên nhiên, bảo vệ vùng đất của cư dân Óc Eo. Và bài múa sum họp tái hiện hình ảnh đời sống sinh hoạt cũng như những giây phút trở về bên gia đình của cư dân Óc Eo. Hiện giờ đó thì mình có 4 động tác chủ đạo đó để tập cho múa quần chúng, vì nó ở cấp độ thấp, để họ múa hoan hỷ với nhau, giống như Lâm Vong hoặc là của Lâm Thôn của Lào, của trong của Campuchia. Để cho nó gợi lại một cái gì đó, họ vẫn sống, mình muốn nói rằng là nền văn hóa của họ vẫn sống. Hiện nay, múa Óc Eo đang được duy trì và phát triển bước đầu tại địa bàn thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, nơi phát hiện và được xem là xứ sở của văn hóa Óc Eo. Với những bài múa mang tính dân vũ đã khơi nguồn cho một phong trào văn hóa tại huyện Thoại Sơn. Là một giáo viên dạy múa của Ban Quản lý Di tích Óc Eo từ những thời gian đầu tiên, chị Nguyễn Xu Minh dành rất nhiều đam mê để duy trì nhiều lớp múa tại địa phương từ khi múa Óc Eo được đưa vào thí điểm Thoại Sơn. Tại vì đây là loại hình rất là mới ở An Giang, cho nên cái việc phổ biến nó đến cộng đồng thì gặp rất nhiều khó khăn. Mà để duy trì được cái đội múa này thì cũng cần cái tinh thần tự giác của các em nữa. Cho nên cái chuyện khó nhất là mình phải đôn đốc, khuyến khích, động viên các em tham gia và đi cho đều đặn để góp phần cái tuyên truyền phổ biến cái điệu múa này trên, đầu tiên là ở huyện Thoại Sơn, sau đó ở ra toàn tỉnh An Giang. Bài múa được thể hiện bởi các em học sinh đến từ trường trung học phổ thông Vọng Thê, thị trấn Óc Eo, tỉnh An Giang. Bài múa cuối sum họp có thể sinh hoạt trong môi trường tập thể hàng trăm người nên được nhiều bạn trẻ yêu thích, nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong các phong trào thanh niên, sinh hoạt tập thể của các bạn trẻ. Là bài múa sum họp. Tại động tác thì cũng tập cũng được, nhưng mà nói cái cảm xúc của mình khi bài múa và bài sum họp anh, nghĩa là mình phải là bài múa sum họp là mình phải vui vẻ, rồi mình phải thể hiện cái tâm trạng cảm xúc của mình để cho mọi người hiểu hơn về cái bài múa này. Em thấy cái bài múa này là nó động tác rất là đặc biệt. Thì những động tác trong đây là có những động tác vừa mềm dẻo thể hiện sự ân cần của mình, còn hoặc có những động tác là nó dứt khoát thể hiện sự mạnh mẽ. Em cảm thấy nó như là diễn tả lại một hành động đã diễn ra trong quá khứ. Múa Óc Eo là loại hình nghệ thuật mới lạ, mang âm hưởng dân gian phi vật thể, được sáng tác trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu phong cách từ các tượng cổ của nền văn hóa Óc Eo. Tuy không thể chắc chắn đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống của nền văn hóa cổ Óc Eo, nhưng có thể nói là một dấu ấn mới trong việc gìn giữ nền văn hóa đã biến mất.